Xin chào các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Hôm nay chị Heo Sinh sẽ lại mang đến cho các em một nhân vật hoạt hình vô cùng nổi bật. Đó chính là nhân vật Xin. Nhân vật Xin ở trong các bộ phim hoạt hình sẽ vô cùng tinh nghịch và dễ thương đúng không? Hôm nay chị cũng sẽ tạo hình cho Xin lại càng tinh nghịch hơn nữa đấy. Các em hãy cùng đón xem nha. Hôm nay chị sẽ tạo hình cho nhân vật Xin với một bộ đồ vô cùng nổi bật và một mái tóc cũng đặc biệt không kém. Và đương nhiên chú chó Bạch Tuyết của Xin cũng sẽ được cải trang giống như cậu ấy. Các em hãy cùng đón xem trang phục của Xin và chú chó của mình sẽ nhìn trông giống nhân vật nào nha. Bây giờ chị sẽ phủ cát lên để cho các em nhìn rõ hơn nha. Và bây giờ chị sẽ dùng màu da để tô cho khuôn mặt và tay chân của Xin nha. Hôm nay Xin mặc một bộ đồ vô cùng nổi bật nên là chúng mình sẽ chỉ chọn những màu đơn giản thôi. Chị sẽ tô màu cho mái tóc. Chị sẽ chọn một màu xanh non để tô cho mái tóc của Xin. Chị sẽ dùng màu đỏ để tô cho vòng tròn và viền của chiếc áo. Và sẽ dùng màu vàng để tạo điểm nhấn cho hai dải ở tay của Xin nha. Chị cũng sẽ dùng màu vàng để tô viền cho chiếc đai ở trên đầu. Chị sẽ chọn một màu vàng đậm hơn để nhấn ở giữa. Các em nhìn xem chiếc đai có màu sắc vô cùng nổi bật đúng không? Và chi tiết và chị sẽ dùng màu xanh để tô chữ thập ở giữa. Tiếp theo là đến đôi mắt.
có biết bộ đồ của Shin đang mặc được tạo hình từ gì không? Chính là từ vỏ sò đấy, nên chị sẽ dùng màu trắng đục để tô nhìn cho giống vỏ sò hơn nha. Tiếp theo chị sẽ dùng màu xanh da trời để tô cho chiếc đai giống như Shin đang đeo một cái ba lô ở phía sau vậy đấy. Và bây giờ đến bộ tóc của chú chó Bạch Tuyết. Chị sẽ dùng màu tím đậm để tô ba chi tiết điểm nhấn trên mái tóc. Và phần còn lại thì chị sẽ dùng màu tím nhạt hơn. Chú chó Bạch Tuyết có một bộ tóc vô cùng nổi bật đúng không nào các em? Và bây giờ chị sẽ tô những vòng tròn nhỏ ở bên trong. Các em có thể tô cho vòng tròn này nhiều màu hoặc chỉ một màu cũng được, theo tùy ý thích của các em nha. Khi đã tô cho những chấm bi nhỏ này rồi thì chị sẽ tô toàn bộ chiếc đai nào. Chị sẽ dùng màu vàng để cho chiếc đai nổi bật hơn nha. Và đương nhiên, chú chó Bạch Tuyết này với cái tên thì các em có thể nhận ra rồi, nên chị sẽ chọn một màu trắng có nhũ để tô cho bộ lông của chú chó Bạch Tuyết thêm xinh xắn hơn nha. Và không thể thiếu chiếc dây được, tại vì Shin rất sợ bị lạc mất chú chó Bạch Tuyết của mình. Chị sẽ dùng một màu xanh để tô. Vậy là bức tranh của chị đã hoàn thành rồi. Cậu bé Shin và chú chó Bạch Tuyết của mình trông vô cùng nổi bật với trang phục mới này đúng không nào? Nếu các em thấy đẹp thì các em hãy comment ở dưới giúp chị nha. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Xin chào.